Đàn Hoàng Chiến Đế tập thứ 226 Một người thức tỉnh linh văn ứng với một xá lợi tử, một phần thần thủy tổ. Cho nên ta suy đoán trong này hẳn không phải là thi cốt Phật Đà thủy tổ thực sự. Nhưng khẳng định có liên quan rất lớn. Ví dụ như xá lợi tử. Tựa như ta trước đó đã nói so với thi cốt, thời gian bảo tồn vũ khí sẽ càng lâu hơn, uy thế càng mạnh hơn. Có thể gây nên thành thế như vậy ta có khuynh hướng nghĩ rằng phía dưới chôn giấu lấy xá lợi Phật Đà trí tồn xá lợi của nhân tộc xá lợi của thủy tổ Phật Đà yết hầu khương nghị nhấp nhô toàn thân khô nóng đế binh hô hấp hướng phán tỉnh dồn dập bộ ngực chập trùng Thực lực Phật Đà thủy tổ chỉ sợ không chỉ là thần linh mà là cấp bậc đế quân động tĩnh nơi này quá lớn hình phù đồ khẳng định sẽ tới trước tiền phải xử lý chính sự khương nghị hít sâu một hơi nghĩ đến một phương thức săn giết tuyệt hảo vạn đạo thần giáo cửu lê thần cung Chú thiên thần điện các loại tất cả cường giả hoàng đạo đều nhìn lên bầu trời miệng đắng lưỡi khô một trận gì cốt vật đà thủy tổ nếu quả như thực sự là nó cái giá trị kia không khác gì cấp bậc đế binh tương đương với linh lùng tầm xuất hiện vạn năm trước có đứng ngay ra đó làm gì nhanh đi điều lãnh huyệt thúc giục lưu trưởng lão nơi này chính hắn là người có thực lực mạnh nhất tranh thủ thời gian bắt lấy thừa dịp rời khỏi trước khi hứa đức diệu tới ta đã bị người khác tập trung vào Ánh mắt Lưu trưởng lão lạnh lùng ngắm nhìn vách núi ở bên ngoài 20 dặm. Có một nam tử Thiên Cương Lôi Hỏa đang đứng ở nơi đó. Đừng để ý tới hắn, trước tiên phá vỡ mộ táng cướp bảo vật. Điều Lãnh Nguyệt không lo được hắn, năng lượng bên dưới quá mạnh, nếu như ta xông vào rất có thể sẽ bị trọng thương, nếu như hắn thừa cơ ra tay ta chắc chắn phải. Lưu trưởng lão không phải là không muốn mà là kiêng kỵ. Nếu thực sự là duy cốt thủy tổ, năng lượng khẳng định khó có thể tưởng tượng. Nếu như hắn xông vào rất có thể chết ở chỗ này vậy liền hợp tác. Điều lãnh nguyệt đều không lo được ẩn oán nếu thật sự là đế bình bất luận như thế nào bọn hắn cũng đều muốn bắt lấy. Hắn luận phiền ngăn cản chúng ta, rất có thể là có liên quan cùng Khương Nghị hợp tác cùng hắn, chính là hợp tác cùng Khương Nghị. Không nói trước Khương Nghị là kẻ thù của chúng ta, hợp tác cùng loại người như Khương Nghị, người yên tâm sao? Lưu trưởng lão có một trăm cái cảnh giác đối với Khương Nghị, kẻ đó không chỉ là người điên mà còn là một nhân vật nguy hiểm tình ranh cực độ, Hắn sợ hai bên bàn bạc xong Nhưng sau khi nhìn thấy bào bối Khờ nghị đột nhiên quay đâm một kích Tìm hắn nói chuyện nhất định phải phá vỡ mộ táng Trước khi hứa Đức Diệu đuổi tới Điều lãnh nguyệt đang nói Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng oanh mình kịch liệt Đại địa nhấc lên núi cao di chuyển Rừng rậm nơi đó tựa như một bức tranh nổi sóng chập trùng Tràng diện có bao nhiêu rung động Số lượng lớn cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị Đều chật vật tung bay Bọn người hình phù đồ đang nấp ở trong rừng rậm ngờ vực vô căn cứ về thân phận cổ phật bất ngờ không đề phòng bị thủy triều nuốt hết là khương nghị nhanh dùng linh phù rời khỏi nơi này không được bị vây khốn hình phù đồ tại ninh khổng sướng và đám người toàn bộ đều kích phát linh phù trong tay rời khỏi thổ Triều xuất hiện ở trên bầu trời vài trăm mét cảm giác ký ức của bọn hắn đối với mai táng trước đó vẫn còn mới mẻ âm âm mặt đất nhấc lên đá vụt bắn tung trời khương nghị kéo lấy xiềng xích nổ bắn ra trời cao thái tổ sơn xông ra mặt đất quấn quanh xiềng xích sôi trào lên màn sáng cuồn cuộn mặc dù chỉ có trăm mét nhưng lại tràn ngập khí tức hồng hoàng giống như thiên nhạc vạn trượng những nơi nó đi qua không gian đều mở ra gợn sóng giống như mặt hồ khương nghị người tới vừa đúng lúc nhận lấy cái chết hình phù đồ triệu ra mà thường đạp tan trời cao đối diện lao thẳng đến khương nghị toàn thân cuồn cuộn mà khí cuồn cuộn uy lực cái thế huyệt nhục thần hồn của hình phù đồ đều cùng ma thương cộng minh phản phất muốn hòa làm một thể hiện ra uy lực thánh linh khương nghị nổ bắn ra khung trời gắt gao kéo xé lấy kích mãnh liệt giờ lên thái tổ sơn gào thét bay lên không cường thế trận đánh ma thương kén âm âm ma thường cuồng kích tổ sơn bộc phát ra thanh triều đình tài nhức óc ngay sau đó ma khí cuồn cuộn khế tức núi lớn lao nhanh giống như là dòng lũ từ không gian dị độ giáng lâm bao phủ trời cao thậm chí là đánh tới bụi mù xa xa các trưởng lão thần miếu từ bốn phường tám hướng toàn bộ đều bị đánh lui giống như là lá khô bay đầy trời tàn mát đến mười mấy hai mươi dặm bên ngoài lần trước chỉ là làm nóng người lần này để cho người cảm nhận thực lực chân chính của ta hình phù đồ nhanh chóng lui lại hơn ngàn mét toàn thân rung chuyển ma khí cường thế ổn định thân thể lần này mà thường không tiếp tục rời tay hắn mang theo lao thẳng đến phía khương nghị khương nghị gắt gào nắm kéo xiềng xích không tiếp tục rời khỏi thái tổ sơn chỉ là tình thế tháo chạy của Thái Tổ Sơn quá mãnh liệt đã dẫn dắt lấy Khương Nghị vọt tới đại địa. Bộ dáng có chút chật vật. Khương Nghị và hình phù đồ sao lại đánh nhau ư? Dãy núi bạo động tất cả các cường giả đều tranh nhau bay lên không ngắm nhìn chiến trường đột nhiên bộc phát nơi xa. Thật sự là nóng này vậy là còn kéo nhau tới nơi này đánh nhau ư? Rất nhiều các lão nhân lắc đầu rung động nhìn người ta kích thích kia. Âm âm, tổ sơn va chạm mặt đất bừa bộn bộc phát ra tiếng nổ vang ngột ngạt đến cực điểm thổ chiều cuồn cuộn giống như sóng lớn vén lên trời lao nhanh không dứt về bốn phường tám hướng phá hủy cánh rừng va chạm núi cao hình phù đồ nâng thường lao xuống đuổi giết cường nghị chiến ý sôi trào rống mà thai thức tỉnh mà uy chín trăm năm được phóng thích trùng kích huyết nhục thần hồn kích phát ra chiến uy mênh mông ma khí cuồn cuộn được phóng thích từ toàn thân hình phù đồ Phàng Phất muốn ngưng tụ ra hư ảnh tuyệt thế thiền ma. Có năng lực gì lấy ra toàn bộ cho ta. Đây là trận chiến cuối cùng của ngươi. Hình phù đồ tăng vọt cảnh giới mãnh liệt rung chuyển. Hàng rào nhị trọng thiên. Ma thường nhận ma thai kích phát đã toàn diện thức tỉnh. Ma thai ma thương cường cường liên hợp phóng xuất ra ma uy để vô số người tuyệt vọng đều lui tất cả bọn hắn không ai có thể quấy rầy chúng ta. Khờ ghẹt đứng trên thái tổ sơn nhách miệng lên một nụ cười lạnh hắn không có phóng thích luyện diễm không có kích phát khí tức tán diệt càng không có phóng thích đào cường cứ như vậy đối diện hình phù đồ hình phù đồ cũng mặc kệ hắn đùa nghịch hòa chiều gì kéo lấy ma khí quân cuộn nâng thường bạo kích nhưng không gian xung quanh khương nghị đột nhiên lắc ly hiện ra lít nha lít nhít tình quang tinh thần lĩnh vực bộc phát ong không gian phiêu miểu tình quang sáng chói cảnh tượng núi sông xung quanh đột nhiên biến thành tình không mênh mông sắc mặt hình phù đồ hơi biến cường thế phành lại tinh không ư vũ khí lấy được từ diệp trục thiên sao bóng dáng khương nghị đột nhiên xuất hiện ở phương xa xa đến mức không thể chạm nhưng lại có thể thấy rõ ràng hắn giống như là thần linh thức tỉnh bên trong thâm không khống chế tinh hà mênh mông quan sát hàng trăm triệu vạn tinh thần hình phù đồ nâng thương chỉ đến khương nghị người muốn dùng nơi này với khốn ta lão bằng hữu người là đang nhục nhã ta sao mặt khương nghị không biểu tình lạnh như thần tôn hắn gầy mấy chục ngôi sao đánh tới phía hình phù đồ. Tinh thần vượt qua thâm không u u phóng đại vô biên vô tận. Tùy tiện một viên liền có thể hủy diệt dân chúng. Đây là Khương Nghị chiến quả sau 5 ngày yên lặng nghiên cứu ra tinh thần lĩnh vực, có thể giam cầm không gian đơn giản điều khiển tinh thần. Chỉ có hình thái không có uy thế, người hù dọa ai coi ta là kẻ ngu sao? Hình phù đồ nâng thường bay lên không nghênh kích tinh thần. Hắn có thể cảm nhận được những thế công này mạnh hay yếu, hoàn toàn không đủ để uy hiếp được hắn bây giờ. Toàn thân hắn hiện ra l... mặt lần cứng cỏi, sôi trào ra ma uy cường thế. Hắn gầm lên giận dữ nâng thường đánh xuyên một viên tình cầu. Đã dẫn phát uy lực và năng lượng cường thế như hủy thiên diệt địa, đánh thẳng vào thầm không mênh mông. Banh banh banh! Hình phù đồ đánh xuyên mười mấy ngôi sao dễ như trở bàn tay, thẳng tiến không lùi đánh đầu thắng đó. Từng trận bạo tạc nhìn như mãnh liệt để cho người ta hít thở không thông lại không thể thương tổn được hắn một chút nào. Nhưng lúc hình phù đồ đang muốn lao thẳng đến khường nghị ở cuối tinh không, không gian tinh thần đột nhiên sụp đổ. Trước mặt lại hiện ra bụi mù quần cuộn còn có Phật quang thần thánh kia. Phật đạo lục tự trần ngôn trang nghiêm túc mục càng giống như thiền âm rung động thần hồn. Ông ma ni bá mê hồng. Hình phù đồ bị Phật quang xâm nhập bị Phật âm chấn động. Đầu hắn đau đến muốn nứt mà khí tán loạn. Nhưng hắn đột nhiên đã hiểu khờ Nghị không phải dùng vũ khí tinh thần vây khốn hắn, càng không phải là dùng tinh thần oanh kích hắn, mà là lợi dụng tình không bí hiểm ném tới hắn trong hình ảnh Phật Đa Thủy Tổ. À, hình phù đồ đau đớn kêu lên ma khí tiêu tán ma khủ thiêu đốt, ngay cả minh hồn đều hét lên đầy thê lương. Dưới tiếng Phật âm oanh minh, Phật đạo chính là vì chấn áp yêu ma mà tồn tại. Phật quang, Phật âm không thể nghi ngờ là khắc tinh của yêu ma, mà hắn không chỉ có ma thai càng có minh hồn, đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thảm lập tức kinh động đến ánh mắt của tất cả mọi người trước một khắc bọn hắn còn đang cảm thấy kỳ quái vì sao hình phù đồ đang lao thẳng đến mặt đất giờ lại biến mất giờ khắc này hình phù đồ lại xuất hiện ở bên trong phật quang ngập trời kia từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng cả đất trời để cho người ta tê cả da đầu khởi nghị đứng ở bên ngoài phật quang trong tay cầm tàn đao chỉ về bầu trời phía xa tiếng gào thét cuồng liệt vang vọng cả đất trời Ta bằng vào ta huyết thế thường thiên cầu xin Phật đà chém trừ yêu ma. Mái tóc ngắn của Khương Nghị bay loạn, hai mắt bắn ra huyết quang giống như là chiến thần lầm thế sát ý ngập trời. Một mảnh khí lãng màu tím sôi trào tuôn ra cường quang. Cường thế. Ngừng tụ tuyệt thế thiền đào nặng nề vô phong lại sắc bén thấu xương. Đại địa chập trùng sân nhạc lay động, rừng rậm khô kiệt. Đường sông sôi trào cuồn cuộn khí tức tài nạn cuống ngược lên bầu trời bầu trời cuồn cuộn sườn lớn tràn ngập cấm chế của thượng thương cổ thành bừng tỉnh phòng ấn uy lực âm vang rơi xuống phật quang phổ chiếu phật âm rung trời phật đà bên trong bụi mù như thủy triều phảng phất thức tỉnh rõ ràng trang nghiêm tổ uy hồng hoang tràn ngập chậm rãi nhấc ngang tay phải hoa dãy núi tuần rời vạn người sợ hãi bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn lên không trung trong ánh mắt lắc lư ngoại trừ uy lực đất trời đang hội tụ đến đào cường màu tím thì chính là hình ảnh Phật Đà Thủy Tổ kia rũi ra Phật trưởng màu vàng, rùng động, giá lạnh. Vô số cường giả tế cả da đầu trong đầu trống rỗng. Công tử! Hoàng trưởng lão hoàng sợ thét lên không gian vặn vẹo lao thẳng đến khường nghị. Cứu ngươi! Tạ địch điên cuồng thúc giục lo lắng thét lên. Công tử! Các trưởng lão điên cuồng vọt mạnh khổng sướng kích phát thần hồn chuẩn bị tự bạo. A a a! toàn thân khương nghị răng rắc giòn vàng thừa nhận đau đớn giống như băng diệt gương mặt dữ tợn điên cuồng kích ra tế thiền thức nhiệt huyết thiêu đốt huyết mạch rung chuyển linh hồn chủ tước đang gáy to thần nhãn phía bên phải đang thức tỉnh âm 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 đào cường cường thế vững chắc chủ tước yếu hòa bao quanh sơn hà đại táng thiền uy thượng thương cùng phật quang hừng hực tạo thành hình ảnh tuyệt thế càn khôn rung động có sơn hà băng diệt có thượng thương hàng phạt có chủ tước dương cánh càng có chiếu ảnh phật đà cường thịnh tế thiên thức chém khương nghị điên cuồng vung lên đao cương trăm trượng hình ảnh rung động bao quanh khuấy động uy lực và năng lượng hủy diệt hỗn đàn nhận lấy cái chết hoàng trường lão xé rách không gian cường thế giết tới lòng hắn đang như lửa cháy muốn rách cả mí mắt cảnh giới niết bàn cảnh cửu trọng thiền rút cục cũng rung chuyển cấm chế của thượng thương cổ thành cho thấy uy lực của nhị trọng thiên thế nhưng ta chính là đang chờ ngươi khương nghị vùng đào cường lên bỗng nhiên xoay chuyển chém qua phía sau lưng Hoàng trưởng lão đang muốn giam cầm không gian di chuyển khương nghị, kết quả đáo cương lại truyền tới giống như là trường hà cấm chế của thượng thương cổ thành, cho thấy được uy thế nhị trọng thiên. Giống như là trường hà tai nạn càng giống như là tuyệt thế đào cương hủy thiên diệt địa, ngay cả bàn tay phật đà thông thiền trong bụi mù kia đều bỗng nhiên đè ép xuống phía nơi này. Hoàng trưởng lão hãy nhìn biến sắc không gian không đợi hoàn toàn ngưng cố đã liên miên sụp đổ. Đào cương vô địch. Phật trưởng trấn áp. Không! Các cường giả thần miếu đang phóng tới nơi xa lo lắng gào thét. Đào cường cuồng giã luân chuyển thẳng tiến không lùi, vạch ra một vòng tròn bổ về phía bụi mù bồn ba phía trước. Bên trong còn có hình vụ đồ đang dãy ruộng. Về phần vị hoàng trưởng lão kia, thì để lại máu tươi cùng thịt nát đầy trời, tràn ngập lực lượng không gian vừa mới thả ra trước đó đã phiêu đãng trong thiên địa. A a a. Bên trong Phật quang cuồn cuộn hình phù đồ kịch liệt nhấc lên, toàn thân giống như bắt đầu cháy rừng rực đau đớn không chịu nổi lấy cảnh giới bây giờ của hắn căn bản không chống đỡ được Phật uy như thế này nhất là lục tự trần ngôn kia mỗi một âm thanh đều giống như ngũ lôi oanh đỉnh muốn chôn vùi cả minh hồn phạm vi mấy trăm mét cứ như vậy mà vây hắn ở bên trong vùng vẫy dãy chết lại không tìm thấy phương hướng âm âm đào cường hoành kích đánh vào trong bụi mù quần cuộn uy lực tế thiền phun trào đảo loạn phật quang bên trong nhấc lên chiều dâng cuồn cuộn vô tình chém về phía hình phù đồ hình phù đồ đau đớn ý thức bỗng chốc giật mình phát hiện được nguy cơ vội vàng dựng lên ma thương chặn đánh một tiếng bạo hưởng chấn động bụi mù phật quang màu vàng theo đó bắn ra khuấy động bốn phường tám hướng Ma thường gánh vác đào cường dù sao cũng là chiến khu đời đầu tiên nhưng toàn thân hình phù đồ đều rách rưới huyết nhục văng tung tóe gào thét lên bay ra ngoài Khờ nghị mệt mỏi suýt chút nữa đã rơi xuống dưới, tế thiền thức suýt chút nữa đã bắt hắn tế hiến. Nhưng trong miệng đã sớm cắn vĩnh sinh trùng tử, khí tức sinh mệnh mênh mông quét sạch toàn thân nhanh chóng khôi phục tình khí thần. Toàn thân hắn cuồn cuộn liệt diễm ngưng tụ hỏa dực giết tới hình phù đồ. Ngăn hắn lại. Các trưởng lão thần miếu chất vật đuổi theo nhưng không có hoàng trưởng lão hiệp trợ, chỗ nào có thể đuổi theo tốc độ của Khương Nghị. Dãy núi yên tĩnh vô số người trợn mắt há hốc mồm, đầu kêu ong ong vừa rồi đó là cái chiêu thức quái gì? Huyết tế thương thiên ứ cầu xin Phật đà chém yêu ma. Khương Nghị thỉnh động Phật uy, banh banh banh. Hình phù đồ vai chạm sờn lầm liên tiếp nảy lên, để lại máu tươi đầy đất cuối cùng đã đâm vào bên trong sơn cốc. Máu mịt bè, máu thịt bè bét tứ chi không trọn vẹn vô cùng thê thảm, mà thai minh hồn đều hứng chịu trọng thương, ý thức càng bị chấn động đến hốt hoảng. Hình phù đồ mệt mỏi muốn ngất đi, muốn kích phát minh hồn phóng thích lên tử thuật, lại chậm chạp không có trả lời, khương nghị hiện ra lăng thiền thuật xẹt qua trời cao lao thẳng đến chỗ hình phù đồ ở trong sơn cốc hình phù đồ có chút mở mắt ra trong tầm mắt lại thấy được khương nghị đang từ phương xa đánh tới hắn kịch liệt ho khan ý thức hôn mê run rẩy giờ tay lên ra nan triệu gọi mà thường ở trên đường rơi xuống Âm âm. ở bên ngoài mấy vạn mét mà thường lắc lư kịch liệt sụp ra mặt đất gào thét bay lên không mà thường là đệ nhất chiến khu biến thành sau khi kết nối cùng với ý thức của hình phù đồ phản phất hóa thân thành chân thân, một tiếng oanh minh đuổi giết Khương Nghị. Khương Nghị lao tới toàn thân thiêu đốt nhiệt huyết, thần nhãn bắn ra huyết quang, như cửu thiên kinh lồi bạo kích trong nháy mắt. Keng, tiếng vàng điếc tai quanh quẩn bầu trời mà thường tán loạn tại chỗ gào thét bay ra ngoài. Không phải không đủ mạnh mà là hình phù đồ quá mệt mỏi ý thức hỗn loạn, không thể nào thực sự khống chế được ma thương. Ma thương oanh minh nhấc lên ma khí cuốn cuộn truy kích Khương Nghị khương nghị không nhìn mà thường hắn nhanh chóng bay lên đuổi giết hình phù đồ hình phù đồ suy yếu thở dốc đang cố gắng muốn đứng lên ý thức lại gian nàn khống chế mà thường ở phía sau truy kích khương nghị tốc độ khương nghị cực nhanh giống như là cử thiền kinh lôi xẹt qua trời cao mà thường kích phát thánh uy cuồn cuộn mà khí xoay tròn gào thét nhanh chóng tới gần trong vạn mét rút cục mà thường cũng đã rút ngắn khoảng cách đuổi kịp khương nghị phòng màng sắc bén cơ hồ gần ở sau ót để cho người ta ớn lạnh mà khí cuồn cuộn phảng phất thiền mà cái thế kinh hồn nhiếp phách a à, hình phù đồ lên tiếng gào thét dùng toàn lực khống chế ý thức mệt mỏi lúc thất khiếu đổ máu trong chốc lát tốc độ mà thương lại tăng vọt thẳng đến sau gáy khương nghị nhưng vào thời khắc này khương nghị bỗng nhiên quay người ra tay như điện vồ một cái về phía ma thương keng tay phải khương nghị đã sớm hóa thành móng vuốt uy lực bác thiền hung hãn khống chế gắt gao bắt lấy ma thương Âm âm! mà thường lắc lư kịch liệt như thiên ma xoay người thánh uy giữ dằn nhấc lên ma khí ngập trời toàn thân khương nghị sôi trào liệt diễm cuồng liệt giã tính hiện ra hư ảnh chủ tước khương nghị người đang nhục nhã ta sao hình phù đồ lên cơn giận dữ đó là chiến khu của hắn đó là vũ khí mạnh nhất của hắn vậy mà khương nghị dùng tay không bắt lấy đây không phải nhục nhã thì là cái gì người phải bỏ ra cái giá hình phù đồ điên cuồng thôi động ý thức muốn tránh thoát khỏi sự giam cầm của khương nghị nhưng ý thức mệt mỏi đã nhói nhói khó nhịn. Giờ phút này như điên cuồng huyết khí nhấc lên, thân thể không kiên trì được nữa. Sau một tiếng gào thét, cơ thể bè bét máu thịt đã ầm vàng ngã xuống đất. Mà thường mất đi ý thức nhanh chóng an tĩnh. Hình phù đồ ta là khắc tinh mà kiếp trước người không thể chiều vào. Kiếp này không đụng tới được nhận lấy cái chết. Khương Nghị bắt lấy mà thường nhanh chóng tiêu xạ lao thẳng đến hình phù đồ trong sơn cốc. Âm âm không gian trong sơn cốc đột nhiên vỡ nát một thân thể rách rưới bao quanh xiềng xích từ bên trong vọt ra là hoàng trường lão hắn chỉ còn một nửa thân thể nội tạng đều rũ xuống cánh tay nát bét khuôn mặt không thịt bộ dáng nhìn thấy mà giật mình toàn thân hắn quấn quanh lấy xiềng xích không gian giam cấm thân thể có khả năng vỡ vụn bất cứ lúc nào của mình cơ hồ là nhào đi ra đập ầm ầm trên mặt đất liên tiếp quay cuồng năm ba lần nội tạng để suýt chút nữa đổ ra hắn cố nhịn đau đớn Càng không kịp nhìn khương nghị đã giết tới gần một chút kích phát không gian nuốt hết hình phù đồ đáng chết khương nghị dừng ở giữa không trung Ào não tức giận còn kém một chút hoàng trưởng lão cứu hình phù đồ đi lao thẳng tới chỗ bọn người tạ ninh đang đuổi theo hư không cuồn cuộn trẻ mất bọn hắn thái tuế trong hư không bọn hắn nhìn thấy hình phù đồ còn sống đều thở phào nhưng bộ dáng hoàng trưởng lão thì thảm hại đến mức không đỡ nhìn để bọn hắn rét run cái tên khương nghị đáng chết kia vô địch sao Hoàng trường lão suy yếu sắp chết đã dùng hết toàn bộ năng lượng vượt qua vũ trụ rời khỏi nơi này. Thời điểm khi mà Khương Nghị một lần nữa trở lại hố sâu, mọi người phân tán trong núi cao rừng rậm đều trầm mặt, ánh mắt nhiều hơn mấy phần e ngại. Hình phù đâu đâu? Đã chết rồi sao hay là trốn? Thái tuế danh trấn hoàng đạo lại bị Khương Nghị giết như chó mà còn là hai lần. Tất cả trào phúng, tất cả khinh miệt đều tan thành mây khói tại đây. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng một nam tử sinh trưởng dã man vậy mà có thể mạnh đến tình trạng miệt thị ngàn vạn thiên kiêu. suy nghĩ lại một chút về những cường giả khương nghị sàn giết kia, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi rút cuộc là tại thượng Thương cổ thành khắp nơi trên đất đều là cơ duyên bảo địa, hay là khu vực sàn bắn của khương nghị. trong tay khương nghị mang theo cái gì? mà thương của hình phù đồ sao? đó là chiến khu của hình phù đồ chiến khu đời đầu tiên, vậy mà rơi vào trong tay khương nghị, đây là khuất nhục đủ để cho hình phù đồ hổ thẹn đệ thái cổ thần miếu hổ thẹn. Hình phù đồ Lục thấy Anh mình đã bị hủy vào hôm nay. Hình phù đồ cao ngạo bây giờ đã cao ngạo không nổi. Kiệp này hắn không thể giết Khương Nghị nhất định sẽ để lại tầm ma. Đời thứ 8 đừng nghĩ đến việc trùng kích Thánh Hoàng. Tầm tình của U Dương Thiên Nhiên và các cương giả hoàng đạo trở nên phức tạp. Cũng không còn có ai dám trêu chọc Khương Nghị. Chỉ ít là trong thượng thương cổ thành này chính là không thể. Là hắn khẳng định là hắn. Hoàng tử của Sích Thiên Thần Triều nhìn lên thân ảnh oai hùng trên bầu trời kia, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Là ai? Công chúa bọn người kỳ quái nhìn hoàng tử. Hắn đã trở về, nàng thì sao đều trở về à? Đại ca huynh đang nói cái gì? Ngàn năm trước Sích Thiên Thần Triều có một năm, tử một nữ tử đi ra, bọn họ khai sáng Thần Triều mới rèn đúc một đoạn truyền kỳ. Bọn họ trở thành thần linh chói mắt nhất thời đại kia. Nam tử tôn vị phần thiên thần hoàng, nữ tử tôn vị thiên hậu thương huyền cộng tôn thiên hạ kính sợ. Hoàng tử ngước nhìn bóng lưng trên bầu trời thì thào khẽ nói vẻ mặt phức tạp. Ngàn năm trước muội không nhớ rõ có đoạn lịch sử này. Công chúa và đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thất bại thua ở Đăng Thiên Kiều, thua ở dưới thiên kiếp thương huyền đã xóa đi đoạn lịch sử đó. Đăng Thiên Kiều ư? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh khó mà có thể tin được nhìn hoàng tử. Bọn hắn chết tại thời đại kia chết ở trong tay thương huyền vì đó đã chém giết mấy chục năm Hoàng tử lắc đầu khẽ nói về mặt càng hiện ra vẻ phức tạp. Người khác không biết bí mật này, nhưng là người thừa kế tương lai của Sích Thiên Thần Triều hắn lại rất rõ ràng, mà còn biết đến rất kỹ càng. Tại thời điểm thần tôn từng chỉ đạo cho hắn cũng đã nói người đó sẽ trở lại. Khương Nghị thu ma thương vào thanh đồng tiểu tháp, thuận tiện nói một chút tình huống cùng hướng vãn tình. Hắn nuốt không trôi một hơn này sẽ còn trở lại. Hướng vãn tình bất đắc dĩ nói, người đưa ta ra bên ngoài có thể giúp một tay, Vạn đạo thần giáo đang theo dõi cô chính cô ở lại bên ngoài ta không yên lòng. Hướng vãn tình nhìn mà thường cắm ở đỉnh núi trong lòng thoáng buông lỏng. Trên mặt kiều diễm cũng rốt cục xuất hiện một nụ cười. Người lại cứu ta lại quan tâm ta muốn ta báo đáp người thế này. Ta không phải nên cứu cô sao? Trên đời này nào có chuyện gì vốn nên hay không nên nói đi muốn ta báo đáp người thế nào? Ở lại bên cạnh ta là được. Không sợ ta đưa tới tai họa cho ngươi, ta chính là một người có chẳng có điểm lành. Ta có rất nhiều phiền phức không quan tâm lại nhiều hơn một cái nữa. Cái phiền toái này của ta cũng không phải là phiền phức bình thường. Vạn đạo thần giáo thực sự sẽ cùng người không chết không thôi. Ta vốn đã cùng vạn đạo thần giáo không chết không thôi. Khương Nghị nói xong còn cố ý mời hướng vãn tình từ bên trong thanh đồng tiểu tháp đi ra. Công nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Hướng vãn tình. Lưu trưởng lão của vạn đạo thần giáo ngưng tụ còn người thật ngông cuồng. Biết rõ vạn đạo thần giáo bọn hắn đang ở chỗ này còn dám sánh vai ân ái thực sự là hướng trưởng lão. Lần này bọn người điều lãnh nguyệt đã thực sự thấy rõ ràng, dáng người cao gầy 1m8, có lồi lõm, có yêu kiểu thướt tha váy dài lộng lẫy nhu thuận hoàn mỹ phát họa đã đường cong kinh động tầm phách kia. Tóc dài đến eo như thác nước giống như phân tán ở sau lưng, xuống chút nữa chính là chỗ tròn trịa chết người. Từ bên cạnh nhìn sang mũi ngọc tinh xảo vừa vặn ngay thẳng, đôi môi đỏ thắm đều nổi bật lên dung nhàn mỹ lệ. Chân phẩm nhân gian quốc sắc thiền hương như vậy, khí chất mị hoặc câu hồn đoạt vách như vậy đúng là hướng vãn tình quen thuộc trong trí nhớ của bọn họ, thậm chí là khắc cốt ghi tâm. Nữ tử tuyệt diễm như thế này chỉ sợ mặc cho ai nhìn qua một chút cũng đều sẽ cả đời khó quên. Nàng quá hoàn mỹ, quá mê người, đến mức thần giáo thà rằng đắc tội thánh vương đều muốn tế dâng nàng ra. Giả chết bỏ trốn còn công nhiên lộ diện, nàng muốn đưa tôn nghiêm thần giáo đến nơi nào? Lưu trưởng lão nổi giận, toàn thân quần cuộn khí lãng, con đường màu vàng trải trúc thẳng tới không trời. Bọn hắn tới, hai tay hướng vãn tình trong tay áo có chút nắm chặt kỳ thật nàng có chưa chuẩn bị cẩn thận đối mặt với vạn đạo thần giáo khương nghị chúng ta bàn bạc lưu trưởng lão muốn cùng khương nghị giảng co muốn cùng khương nghị nói chuyện càng phải mang hướng vãn tình về thần giáo nhưng hắn ở nơi này nén giận lên trời ác lang khương qua nơi xa lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn cũng đang ra tay cùng lúc âm âm uy thế của thiên cường lôi hòa đặc hữu bá liệt vừa mới phóng thích liền dẫn phát tiếng đổ vàng chấn thiện động địa mà tốc độ còn cao hơn liệt diễm bình thường lôi uy bên trong giao phó choán ưu thế cuồng kích bầu trời chờ một chút ta muốn cùng khương nghị nói chuyện lưu trưởng lão lập tức đưa tay quát tháo nhưng khương quà đâu để ý ngươi bàn bạc hay không hắn nhấc lên liệt diễm ngập trời hóa thành vô số bá đào tràn ngập đất trời đánh tới ta nói chờ một chút người nghe không hiểu tiếng ngươi ư lưu trưởng lão lập tức nhấc lên kim loại như thủy triều ngưng tụ kìm sờn nguy nga kim loại ngập trời vờn quanh ầm ầm ngàn vạn bá đao cuồng kích kìm sơn tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng đất trời khương quà ngang nhiên giết tới đánh tới một quyền ngạnh kháng kìm sơn liệt diễm quân cuộn đồng thời ngưng tụ ra vô số hỏa ngư hỏa ngư truyền đi sinh đậm như thật mắt trái là lôi quang mắt phải là cương khí trong chớp mắt bọn chúng như vượt qua vũ trụ vòng qua lôi sơn tăng vọt uy thế cuồng oanh loạn tạc đến lưu trưởng lão lưu trưởng lão bị ép phản kích liên tục tháo chạy Khương Qua đánh nát Kim Sơn mang theo bá uy cái thế hùng hãn lao thẳng đến Lưu Trường Lão. Ta là muốn nói chuyện, Khương Nghị quan chó của người chết tiệt. Người chờ một chút, ta không phải đến đánh nhau khốn kiếp. Đại gia ngươi, ngươi điếc sao, chờ một chút. Dừng lại, người thấy ta già nên khi dễ ta sao? À, à, à. Cuồng chiến dẫn bạo trời cao tiếng kim loại va chạm mãnh liệt. Sau đó nhanh chóng đi xa chỉ để lại những tiếng la. Phiêu đãng càng ngày càng yếu. Mau trốn. Điều lãnh nguyệt bọn hắn cũng không ngờ tới một màn này tận mắt thấy lưu trưởng lão bị đánh bay bọn hắn tranh thủ thời gian trốn vào trong núi rời khỏi thật xa hướng vãn tình ngắm nhìn liệt diễm kìm quang đang dần dần đi xa hắn chỉ muốn nói chuyện khương nghị nhìn qua hư ảnh phật đà thản nhiên nói có chuyện gì đáng nói chỉ là chút uy hiếp mà thôi sớm đã nghe chán rồi hướng vãn tình nhìn khuôn mặt lãnh tuấn dưới phật quang phản chiếu người biết người vừa mới nói câu này có bao nhiêu mê người không thật là có chút trêu chọc đến ta từ hôm nay trở đi nàng cứ đường đường chính chính mà sống không cần trốn tránh ai không cần e ngại ai vạn đạo thần giáo muốn bắt người tới bao nhiêu giết bấy nhiêu khương nghị quay đầu nhìn hướng vãn tình trấn an à nói nàng không phải có một mình nàng còn có ta còn có rất nhiều người so với vạn đạo thần giáo chúng ta rất yếu nhưng chúng ta không sợ hướng vãn tình nhìn khuôn mặt anh tuấn gần ngay trước mặt nghe cái tuyên ngôn kia bộ phận mềm mại nhất trong lòng giống như bị xúc động rất ấm hơi đau nàng vậy mà lại ngây dại nàng không phải tội nhân chạy nạn nàng chính là nàng nàng là hướng vãn tình hãy cứ sống thật tốt sống thật tự tại khương nghị nháy mắt mấy cái với hướng vãn tình nhìn phật đà phía trong bụi mù cảm nhận được khí thế trang nghiêm kia hướng vãn tình lách lừ ánh mắt mông lung nàng khẽ nhích môi bỗng nhiên tiến đến trên mặt khương nghị nhẹ nhàng hôn một cái rồi nói nhỏ một lời cảm ơn trong dãy núi đám người đang nhìn quanh rung động lắc đầu quá thoải mái ngang nhiên ân ái lúc này không gian nhấc lên hoa sen vàng đầy trời bay xuống đẹp đẽ sáng long lanh giống như mỹ ngọc lại nở rộ ý lạnh cứng như sắt thép một loại thánh uy mênh mông theo đó dáng lâm tràn ngập đất trời cuồn cuộn không dứt hắn đến rồi thật nhanh bất luận là đám người đã chạy tới nơi này hay là các cường già đang phóng tới nơi xa sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi bởi vì bọn hắn biết ai đã tới hứa đức diệu chân đạp đái sen màu vàng tràn ngập thánh uy mênh mông đi tới phía trước bụi mù ngập trời ngước nhìn phật ảnh trang nghiêm trước mặt kia đó là thất phẩm bảo liền linh văn chính thống nhất tôn quý nhất trí tôn kim thành nhưng mỗi đời giống như chỉ có thể thức tỉnh một người tựa như là nguyên rủa hướng vãn tình tọa trấn vương quốc khắc ám mấy chục năm còn chưa từng thấy truyền thừa hứa ra chân chính thất phẩm bảo liền sinh dục bảo liên khương nghị nhếch miệng tiếp tục chú ý hình ảnh phật đà kia cũng có thể nói là như vậy hướng vãn tình cười nói lắc đầu thất phẩm bảo liền linh văn đặc biệt càng cường đại mỗi khi xuất hiện hẳn là thiên phẩm mà tương đối dễ dàng thăng hoa là vốn liếng tuyệt đối để trí tôn kim thành hùng cứ tân hải vạn năm người thức tỉnh linh văn như thế này sẽ ký kết thần bí linh trùng trong cơ thể cảnh giới càng cao ký kết càng nhiều mỗi linh trùng thai ngén một bí thuật đại đạo tuy nhiên thất phẩm bảo liền linh văn có một tác dụng vô cùng kỳ diệu mỗi khi ký kết linh trùng mới thân thể của chủ nhân sẽ xuất hiện thay đổi phức tạp lúc này cùng nữ tử kết hợp nữ tử sẽ có tỷ lệ nhất định kích hoạt linh văn tố nguyên sinh ra hậu đại cương đại. Ví dụ như mẫu thân của Hứa Thiên Kỳ là Bạch Viên Linh Văn sinh ra chiến đấu thánh viên. Ví dụ như mẫu thân của Hứa Đan là Thủy Tinh Linh Văn đã sinh ra kính tượng thánh văn. Ví dụ như mẫu thân của Hứa Như Lai là Phật Ấn Linh Văn đã sinh ra thiện ác song tử Phật. Cho nên mỗi khi có linh trùng ký kết, thất phẩm bảo liền liền sẽ điên cuồng cùng nữ tử kết hợp, thầu đêm suốt sáng lại là còn cùng các loại nữ tử kết hợp. Từ xưa đến nay mỗi vị thành chủ chí tôn kim thành đều sẽ có mấy chục đến mấy trăm nữ nhân. Thành chủ hứa đức diệu đường đại càng là gây gớm trước mắt đã là hơn 300 người. Tuy nhiên hắn sắc thực ưu tú, trưởng tử chính là thất phẩm bảo liên phía sau càng xuất hiện hứa thiên kỳ và các loại linh văn cường đại. Giờ khắc này hứa đức diệu dáng lầm để dãy núi rừng rậm đều lâm vào yên lặng. Mọi người tiếc nuối lắc đầu, xem ra tòa mộ Phật đà này phải thuộc về trí tôn kim thành rồi. Ông trời thật là chiếu cố. Hứa Đức Diệu kích động toàn thân nổi lên từng cơn sóng nhiệt, Hứa Như Lai vừa vặn đã thức tỉnh Phật Đà Linh Văn, nếu như bên trong thật có bảo vật Phật Đạo Thủy Tổ, rất có thể sẽ kích phát ra tiềm lực càng mạnh cho Hứa Như Lai, thậm chí có thể coi đây là thời cơ cùng Phật Đạo Thiên Hạ sinh ra liên hệ. Chí Tôn Kim Thành thực sự sắp quật khởi sao? Ta đã sắp sáng tạo lịch sử vĩnh viễn ghi lại trong sử sách Kim Thành. Ông Mani Bá Mê Hồng Phật đạo lục tự trần ngôn vang vọng đất trời to lớn tràn nghiêm tuyệt diệu huyền ảo. Chấn động linh hồn của tất cả mọi người áp chế bầu không khí sao động trong dãy núi. Theo bụi mù, mê quang tiếp tục nở rộ. Trong vòng xoáy ở không trung lại xuất hiện càng nhiều Phật ảnh, quay xung quanh Phật đà lít nhà lít nhít như ẩn như hiện. Phảng phất vạn Phật chiều bái Phật đà. Vịnh tụng ngầm khẽ thiện xướng vang vọng đất trời thật lớn, mặc kệ bên trong rút cuộc là loại nào, thánh vật của vạn Phật ta đều muốn có Hứa Đức Diệu thật sâu hít một hơi Cuồng nhiệt càng kiên định hơn Mặc dù bảo vật rất có thể khiến cho các phương tranh đoạt Để trí tôn Kim Thành đặt vào vòng xoáy phòng bạo Nhưng nếu gặp cơ duyên như vậy Tuyệt đối không thể từ bỏ Có cơ hội liền phải Có hy vọng liền phải tranh thủ Phật đà tùy thổ ta mang đến cho ngài đi nhìn thấy ánh mặt trời đây. Những vinh quang đã từng của ngài sẽ tái hiện huy hoàng tại thời đại này. Hứa Đức Diệu kích động hồ to toàn thân nở rộ ánh sáng vạn trượng giống như mặt trời rơi xuống, để tất cả mọi người trong dãy núi đều mở mắt không ra. Uy thế cuồn cuộn càng là kinh nhiếp thần hồn. Hoa sen vàng nở rộ giữa bầu trời oanh mình mãnh liệt nhấc lên kim quang, giống như biển động va chạm hố to âm âm. Hố to mãnh liệt vang vọng trong nháy mắt đã khuếch tán, màng lớn núi cao trầm luân vô số vết nứt lan tràn bụi mù cường quang càng mạnh đều đã ngập trời. Hứa Đức Diệu tự tin tiện tay đánh một kích liền có thể phá vỡ mộ táng ở dưới, cho dù là Phật đạo thủy tổ sau khi mai táng trong thời gian vô tận Cũng chống cự không nổi thánh uy của hắn Nhưng Phật quang tăng vọt rọi khắp nơi giữa đất trời Phật âm mù ù chấn động càn khôn Mấy vạn người sợ hãi quỳ xuống đất Cảm nhận được uy áp không cách nào nói rõ Ngay cả Khương Nghị đều nắm lấy hướng vãn tình Nhanh chóng rút lui hơn 10 dặm Mặt mũi tràn đầy kinh sợ Hình ảnh Phật đài trong nháy mắt đã rõ ràng To như thiên nhạc thế như uy biển hình ảnh thiền uy như biển trong chốc lát xua tán đi thế công của hứa đức diệu hứa đức diệu hơi biến đổi sắc mặt năng lượng phía dưới làm sao còn mạnh hơn so với vực sâu nhưng càng như vậy hắn càng xao động phía dưới nhất định là phật đà thủy tổ phật đà xin đắc tội hứa đức diệu huyết tế bảo liền thi triển bí thuật đại đạo mà hắn lắng động đầu tiên nhân giới sát quyền hứa đức diệu vung một cánh tay lên một kích mãnh liệt thất phẩm bảo liên gào thét xoay tròn dơ lên cường quang ngập trời trong chốc lát cường quang lao nhanh giống như ngàn quân hoành không lại như vạn dân gầm thét một cái nắm đấm vàng kinh khủng mang theo sát niệm dân chúng cuồn cuộn giữa trời cao đánh về phía hố to hố to âm âm oanh mình phật quang tăng vọt thêm mấy lần phật đà ảnh hưởng một tay ngưng tụ một phật luân mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng thực sự giống như phật đà kim luân trần chính hiện thế phật uy kinh khủng bao quanh tỏa ra khí tức hồng hoang nghênh kích nhân giới sát quyền Quanh mình kịch liệt lập tức nổ tung hơn phân nửa thượng thương cổ thành đều đang lay động. Vô số ánh mắt kinh dị. Ngay cả các cường tộc các phương đang lo lắng chờ đợi bên ngoài thượng thương cổ thành đều rõ ràng đã nhận ra ba động thần bí ở bên trong. Hứa Đức Diệu rúc động làm sao năng lượng nơi này lại càng mạnh hơn so với vực sâu. Nhưng Hứa Đức Diệu lại lần nữa khống chế thất phẩm bảo liên. Cường quang trùng kích tầng mây nhấc lên vòng xoáy mãnh liệt, cách xa đài sen tương đối. Bí thuật đại đạo thứ hai kiếm tịch khai thiên vòng xoáy trên tầng mây thôn nạp tình hòa đất trời thất phẩm bảo liền phóng thích kim quang vô thượng một thành cự kiếm thành hình trong cường quang vô tận treo cao giữa không trời ánh sáng vô biên như bội kiếm thường thiên muốn thẩm phán chúng sinh chém chết yêu ma âm âm huyền thiên chảm phật đa hòa đức diệu hét lớn như sấm khống chế cự kiếm treo lên bầu trời mãnh liệt bạo kích mũi kiếm to như cự phòng đâm rách không gian lao thẳng đến phật đà Phật đà nở rộ Phật quang vô tận, Phật ngữ ù ù vạn Phật tụng vịnh, càng phát ra thanh âm to lớn hơn. Một tiếng vang thật lớn trong hố sâu đánh ra Phật trưởng đầy trời, đại tự tại vạn Phật trưởng âm âm. Bạo động mãnh liệt dẫn bạo trời cao, Phật trưởng vạn đạo ngưng tụ không tàn liên miên bất tuyệt, chấn vỡ nát thành kiếm treo trên bầu trời sau đó đánh về phía Hứa Đức Diệu. Hứa Đức Diệu lộ vẻ kinh sợ vội vàng khép kín bảo liền tiến hành bảo vệ. Âm âm vạn Phật bạo kích Phật uy quần cuộn, Phật quang vô tận bao phủ đài sen. Thất phẩm bảo liên như là một con thuyền giữa biển lớn chập trùng kịch liệt tiếp tục tháo chạy, kéo thẳng tới bên ngoài trăm dặm. Núi rừng ở phía dưới đều bị liên lụy, núi cao sụp đổ, cánh rừng đột ngột nhảy lên, cuồng phong bụi mù tàn phá bừa bãi không dứt. Số lượng lớn cường giả bị vô tình tung bay, ngoài trăm dặm đài sen nở rộ, Hứa Đức Diệu xuất hiện từ bên trong sắc mặt tái nhợt khí tức lộn xộn. Khó có thể tin mà nhìn qua Phật Đà phương xa đó thực sự là Phật Đà Thủy Tổ sao? Tại sao có thể có chiến ý cương đại như vậy? Không phải Phật Đà Thủy Tổ phổ độ chúng sinh sao? Phổ bụi trong thời gian vô tận lại còn giữ chấp niệm chiến tranh. Hứa Đức Diệu hít sầu một hơi đáy mắt hiện ra chiến ý. Đầu tiên là vực sầu sau đó lại là Phật Đà. Liên tiếp phát hiện hai bảo tầng vậy mà một cái đều không phá nổi. Hắn cảm giác mình đang bị nhục nhã. Nếu như tin tức này truyền ra hắn chắc chắn bị thiền hạ cười nhạo cũng để trí tồn kim thành phải hổ thẹn Hứa Đức Diệu hét lớn một tiếng khống chế thất phẩm bảo liền lao thẳng đến Phật Đà. Trong núi rừng hỗn loạn mọi người nhau nhau nhìn ra xa bầu trời. Đánh như thế nào lại đi lên? Thành chủ trí tồn kim thành vậy mà lại cùng trí tồn nhân tộc năm tháng vô tận trước đây đánh nhau. Người sống đại chiến với người chết. Mọi người rung động càng cảm nhận được một cảm giác giá lạnh. Vậy thì thực sự là Phật Đà thủy tổ sao? Tại sao lại có thể có chiến ý mãnh liệt như vậy còn có thực lực mạnh như thế? Rốt cục là ai được mai táng phía dưới Mọi người từ vực sâu nơi đó chạy tới cũng kinh ngạc Mặc dù hứa đức diệu huyền náo anh động vực sâu nơi đó Nhưng đều là hứa đức diệu tấn công mạnh Phía dưới thì chống cự vậy mà nơi này lại nổi lên chiến tranh Truyền tin tức đi Cường giả hoàng đạo các phương lập tức an bài Lần này khả năng thực sự đã bừng tỉnh tuyệt thế trần tàng Giống như tổ kỳ lần thái võ nhân hoàng kia một đám niết bàn cảnh liền có thể công phá vậy mà tòa bộ Phật Đà này lại đang cùng thánh linh đánh nhau phía dưới khẳng định đang chôn giấu bí mật lớn coi như không phải phật đà thủy tổ cũng là bảo vật hơn nữa còn có khả năng có những vật khác là lạ Khơ nghị rơi xuống trong núi sâu nhíu mày cảm nhận được địa tầng bạo động hắn muốn nói chuyện vị trí mộ phật đà cảm nhận chút năng lượng còn sót lại thế nhưng theo ý thức xâm nhập dò xét dần dần cảm giác được một loại cảm giác không cách nào nói rõ tà ác trong không gian ý thức mênh mông ngoại trừ đại địa mẫu khí rộng rãi địa mạch tài nguyên khoáng sản lấp lóe phật quang mãnh liệt nơi xa còn có bóng ma ở chỗ càng sâu sư phụ ngài nói xem có một loại khả năng hay không nơi đó chính là xá lợi tử mà phật đà thủy tổ để lại nhưng không phải ngủ say mà đang chấn áp cái gì khương nghị trà xét rõ ràng về mặt càng ngày càng nghiêm trọng bởi vì mỗi lần phật quang phóng thích mãnh liệt năng lượng cuồn cuộn bóng ma sâu trong địa tầng đều sẽ xuất hiện xào động dị dạng nếu như cần phật đà thủy tổ chấn áp cái kia nhất định là yêu mà trí tà trí ác đan hoàng xuyên qua khương nghị ngắm nhìn phật đà cường thế cái này cùng hình tượng từ bi phổ độ chúng sinh mà hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt yêu mà gì mà không thể trực tiếp giết mà là cần chấn áp đó là bí mật trong vạn năm trước không liên quan tới chúng ta nhưng vấn đề là vật kia có còn uy hiếp hay không hứa đức diệu càng đánh càng hăng tiếp tục dùng bí thuật đại đạo tấn công mạnh vô số cường giả kinh hãi hốt hoàng chạy trốn sợ bị tác động Tất cả cường giả hoàng tộc hoàng đạo thì gian nan ở lại phía trước, tận mắt chứng kiến lấy trận đại chiến giữa người và Phật hiếm thấy. Càng là mãnh liệt càng có thể xác định phía dưới chính là mai táng Phật đa thủy tổ. Nhưng người như Phật đại chiến cũng không có tiếp tục quá lâu như mong muốn. Sau mấy phút, đồng hồ ngắn ngủi Phật đà phản kích đột nhiên trợt hạ xuống. Giống như là năng lượng còn sót lại sau khi bộc phát ngắn ngủi thì đã tiêu hào gần như không còn. Âm âm, thôi thiên trưởng, mái tóc dài của hứa đức diệu bay loạn giống như thiền nhân phát ra tiếng gào thét hùng hậu Kiềm quang vô biên thao thao bất tuyệt ngưng tụ thành bàn tay màu vàng óng lớn như là trời núi đường vần rõ ràng thất phẩm bảo liền gào thét xoay tròn dâng lên cánh hoa đầy trời kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên rót vào bàn tay màu vàng óng mỗi một cánh hoa trùng kích đều giống như rót vào một nguồn năng lượng ngàn vạn cánh hoa tiếp tục bạo kích bàn tay màu vàng óng lắc lư kịch liệt tràn ngập ra lực lượng cường đại cuồng lực cuồn cuộn bỗng nhiên đánh ra phía trước thôi thiên trưởng lực trì bí bên trong bí thuật đại đạo bộc phát ra uy thế có thể vật lộn với thiền lòng phá hủy khung trời phật đà nhấc lên phật trưởng ngăn cản nhưng năng lượng còn sót lại cũng không còn thừa bao nhiêu phật quang nhìn như cường thịnh vừa mới ngăn cản liền âm vang sụp đổ thôi thiên trưởng vô địch tùy tiện băng diệt hình ảnh phật đà hứa đức diệu khống chế đài sen nhấc lên cánh hoa đầy trời gào thét lên đánh về phía hố sâu hố sầu anh minh răng rắc giòn vang giống như là cấm chế thần bí bị vỡ nát. Ai dám tiến về phía trước một bước giết không tha. Hứa Đức Diệu gầm thép về dãy núi để lại thất phẩm bảo liền uy hiếp, nhảy lùi lại bên dưới hố to kích động giết đến. Ai? Hàng ngàn hàng vạn tiếng thở dài quanh quẩn trong núi rừng mọi người vừa tiếc núi vừa bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chờ mắt nhìn Hứa Đức Diệu. Nhưng tiếng thở dài còn chưa có rơi xuống. Sâu dưới lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục quái dị, tựa như là tách ra từ nơi cực sâu dưới địa tầng. Thành âm ngột ngạt đến cực điểm khiến cho lòng người hoảng sợ. Ngay sau đó tiếng trầm đục liên tục truyền đến, khắp nơi trên dãy núi đều tùy theo đó mà chấn động. Bầu không khí nhanh chóng hoàn tĩnh trong không khí phiêu đãng khí tức để cho người ta bất an. Bất luận là thiên tài cao ngạo hay là tán tù các nơi, bất luận là thành niên tuấn kiệt hay là lão giả biết nhiều việc đời. Kinh nghiệm từng trải phong phú đều cảm nhận được khẩn trương không cách nào nói rõ khương nghị xếp bằng ở sâu trong núi ý thức liên hệ cùng đại địa mẫu khí cảm nhận được rung chuyển trong địa tầng đây không phải là do hứa đức diệu đang tấn công mạnh phòng ấn mà là vùng bóng ma kia đang tấn công mạnh phòng ấn thứ ở phía dưới còn sống ư khương nghị âm thầm hít một hơi nhanh chóng đứng dậy mang theo hướng vãn tình rút lui về nơi xa tránh nơi này cùng lúc đó hứa đức diệu giết sâu trong hố cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt bởi vì xuất hiện trước mặt hắn không phải một ngồi miếu cổ mà là một mảnh miếu cổ bọn chúng mai táng trong thời gian vô tận nhưng vẫn tràn ngập phật quang thần thánh liên tiếp tạo thành quang hải mênh mông bao phủ địa tầng thầm thúy mỗi một ngôi miếu thờ đều mang phong cách cổ xưa thê lương khắc đầy phật ấn cổ lão bên trong mỗi một ngôi miếu thờ đều có một cổ phật ngồi đó chỉ còn lại mỗi một cái đầu dáng vẻ lại trang nghiêm trong ngôi miếu thờ trung tâm kia lơ lửng một viên xá lợi nở rộ phật ủy cổ lão mà mênh mông âm âm miếu thờ xen lẫn dưới màn ánh sáng không ngừng truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt mỗi một âm thanh đều kích thích cổ phật trong miếu thờ thiện sướng mỗi một âm thanh đều kích phát ra phật uy của miếu thờ hứa đức diệu bỗng nhiên đã hiểu phật đà không phải hào hết năng lượng mà là đang rút năng lượng về chấn áp một vật gì đó nơi này không phải mộ táng phật đà thủy tổ nơi này là phong ấn phía dưới chấn áp một loại yêu ma đáng sợ nào đó oanh oanh các trận va chạm mãnh liệt càng ngày càng mãnh liệt Bà ngồi miếu thờ đồng thời sụp đổ một mảnh hắc vụ phun ra ngoài ăn mòn miếu thờ xung quanh rung chuyển phong ấn thiện sướng bắt đầu gấp rút quanh quần địa tầng chấn nhiếp thần hồn tất cả cổ phật trong miếu thờ vậy mà đều bắt đầu thiêu đốt chính mình phật quang ngập trời thiện sướng to lớn phật quang vô tận thao thao bất tuyệt giống như là đại dương kịch liệt cuồn cuộn bên trong có ngàn vạn phật ảnh chiếm cứ có vô tận phật tử cầu nguyện một màn rung động để hứa đức diệu cảm nhận được bất an mãnh liệt Giá lợi Phật Đà dâng lên trấn áp đến nơi miếu thờ sụp đổ, muốn chữa trị phong ấn. Rống, hết hồi thứ 226.